Quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 12, không chỉ là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà đã trở thành ngày hội quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong suốt những tháng ngày qua, đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và có những diễn biến phức tạp, thì các cán bộ, chiến sĩ với tâm niệm chăm lo đồng bào bằng tất cả tấm lòng đã và đang ngày đêm vượt qua nỗi lo ngại ban đầu để thực hiện nhiệm vụ hỏa thiêu và lo cho cốt cho nạn nhân mất vì COVID-19. Theo đó, suốt nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ đội công tác đặc biệt của Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ở Nghĩa trang Chính sách Thành phố đã vượt qua mọi rào cản, khó khăn để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hỏa thiêu nạn nhân qua đời vì COVID-19. Mỗi ngày, đội chia thành các ca trực với nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, hỏa thiêu thi thể người đã khuất. Bất kể đêm hay ngày, mỗi khi có xe chở thi thể đến, các chiến sĩ lập tức có mặt, tiếp nhận và xử lý nhanh gọn, chính xác. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã bước qua đỉnh dịch, nhưng cuộc chiến chống đại dịch vẫn diễn ra. Từng ngày vẫn có người ra đi mãi mãi. Các cán bộ, chiến sĩ đội công tác đặc biệt ở Nghĩa trang Chính sách Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tâm niệm, sẵn sàng gác lại những âu lo để nỗ lực hết sức, lo chu toàn mọi việc, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình.